Đi họp lớp, tôi tự nguyện trả hơn 50 triệu, lúc gần về nghe được lời nói sau lưng của bạn học mà chỉ muốn khóc. Tiểu Lý không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Đã 12 năm kể từ khi Tiểu Lý, Trung Quốc tốt nghiệp đại học. Hậu tốt nghiệp, anh làm việc vài năm tại một công ty công nghệ ở Bắc Kinh theo đúng ngành mình học và tích lũy được không ít kinh nghiệm. Sau đó, Tiểu Lý nắm bắt cơ hội về quê khởi nghiệp bằng cách thành lập một công ty công nghệ riêng. Quy mô của công ty tuy nhỏ nhưng công việc kinh doanh phát triển thuận lợi, thu nhập hàng năm đạt khoảng 3 triệu tệ, khoảng hơn 10 tỷ đồng. Cha mẹ rất tự hào về thành tựu của Tiểu Lý và cho rằng ở độ tuổi hơn 30 mà đã có thu nhập như vậy là quá tuyệt vời. Tháng trước, một người bạn trong nhóm chat của lớp đại học bất ngờ cảm thán thời gian trôi quá nhanh, mới thế mà đã tốt nghiệp 12 năm rồi. Lớp trưởng lớp đại học của Tiểu Lý đã nhân cơ hội đề nghị tổ chức một buổi họp lớp. Các thành viên trong nhóm đều vô cùng hưởng ứng, ai cũng hào hứng cho biết nhất định sẽ tham gia. Thấy địa điểm họp là ở quê nên Tiểu Lý cũng rất tích cực, anh còn chủ động nói với lớp trưởng rằng mình ở gần, có gì cần giúp đỡ thì cứ giao việc. Lớp trưởng sau đó đã gửi một bản kế hoạch tổ chức và nhờ Tiểu Lý phụ trách việc chuẩn bị sơ bộ. Tiểu Lý rất coi trọng buổi họp mặt này. Anh tìm một khách sạn cao cấp và đặt trước 15 phòng để tiện cho các bạn học ở xa đến có chỗ nghỉ lại. Vào ngày họp lớp, hơn 40 trong số 50 thành viên trong lớp đã đến, thậm chí có nhiều người còn đặc biệt từ rất xa trở về để tham dự. Ban đầu, Tiểu Lý cho rằng bạn cũ gặp lại hẳn sẽ rất vui, nhưng sau một hồi chuyện trò, chẳng hiểu sao cả lớp bỗng phân làm nhiều nhóm nhỏ ngồi túm tụm. Những người làm kinh doanh nói chuyện kinh doanh, nhân viên bình thường nói chuyện thăng tiến, ai đã lập gia đình thì nói chuyện vợ chồng, con cái, còn có cả một nhóm mờ nhạt không biết nói gì nên chỉ ngại ngùng ngồi một góc. Tiểu Lý đã phải chủ động đến chào hỏi và kiếm chủ đề mà họ quan tâm để cùng nói chuyện. Về cơ bản, buổi họp lớp đã diễn ra một cách suôn sẻ. Sau khi ăn xong, có một vài người đang làm ăn phát đạt muốn đi thanh toán thì phát hiện Tiểu Lý đã trả trước 15.000 tệ, khoảng hơn 52,5 triệu đồng và thu xếp hết mọi thứ. Những người có ý định thanh toán cảm thấy hơi xấu hổ. Có người đề xuất chia đều tiền nhưng Tiểu Lý gạt đi. Anh nói lần này anh chủ chi, lần sau hãng chia đều. Mọi người không thuyết phục được Tiểu Lý, đành chấp nhận lòng tốt của anh. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có bước ngoặt sau đó. Theo đó, kết thúc cuộc họp mặt, một số bạn học làm kinh doanh muốn nán lại để tiếp tục trò chuyện, trong khi nhiều người khác bày tỏ muốn về. Tiểu Lý đứng ra sắp xếp chỗ nghỉ cho họ rồi chuẩn bị đi vệ sinh. Đúng lúc này, anh nghe thấy mấy bạn nữ phòng bên nói chuyện. Một người nói, lớp trưởng lắm chuyện ghê, có người sẵn lòng trả hết tiền rồi mà còn đòi chia đều làm gì không biết. Một người khác phụ họa, Tiểu Lý thích khoe của nhỉ, nếu cậu ấy thích trả tiền thế thì lần sau cứ để cậu ấy trả thôi. Một bạn nữ khác tiếp lời, nghe bảo cậu ấy kiếm cả chục tỷ mỗi năm ấy, trả vài đồng bạc này có là gì đâu. Nghe được những lời này, Tiểu Lý cảm thấy chết lặng. Vốn dĩ anh sẵn lòng thanh toán hết chi phí cho buổi họp lớp vì anh trân trọng những người bạn cũ và tình bạn quý giá này. Nhưng anh chẳng ngờ mình lại bị bàn tán sau lưng như thế. Tiểu Lý thở dài, lòng người thật khó đoán. Ngần ấy năm trôi qua, dường như mọi người ai cũng đã thay đổi. Bản thân anh chỉ biết thở dài và tự nhủ từ giờ sẽ chẳng bao giờ đi họp lớp nữa.